Chào các sếp, Nhi Đồng Thối Tai đã quay trở lại. Đến thời điểm này, Wowy thường được khán giả nhận định là một huấn luyện viên thành công nhất rap Việt vì anh sở hữu cho mình quán quân mùa 1 Dế Choắt cũng như là á quân mùa 2 Black Ca. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cũng nhận định nhờ có rap Việt mà cái tên Wowy một lần nữa trở lại được với showbiz. Cơ mà bên cạnh những thành công vang dội thì Wowy vẫn thường xuyên được khán giả mang ra chế meme vì anh Wowy có quá nhiều phát ngôn lạ lùng tại những cuộc thi trên sóng truyền hình. Anh nói thì khán giả luôn lắng nghe nhưng mà chả ai hiểu. Vậy thì liệu Wowy có đang dùng chiêu trò để nổi tiếng, bản thân nam rapper có phải là một người xứng đáng bị anti không? Hãy cùng Nhi Đồng Thối Tai đến để gặp anh Wowy, tìm một ly cà phê, let's go. Trước khi chính thức trở thành rapper thì Wowy từng có thời gian dài đi vẽ graffiti ở mọi ngóc ngách của Sài Gòn. Những homie của anh thời đó miêu tả Wowy khá ít nói, lầm lì nhưng lại có niềm đam mê rất lớn với nghệ thuật. Họ chia sẻ rằng năng lượng của một cái tôi của Wowy chỉ thực sự bộc lộ khi mà Wowy cầm hộp sơn và vẽ. Vì thế nên có một thời gian cuộc sống của Wowy được chia thành hai thế giới. Một bên là những tháng ngày khổ cực với công việc chân tay từ sáng sớm đến tối muộn. Một bên là những đêm sau giờ làm, nam rapper được sống với đúng đam mê của bản thân, sáng tạo nghệ thuật. Ở thời điểm đó, tài năng và nhiệt huyết của Wowy đã thu hút được sự chú ý của nghệ sĩ đương đại Tuấn Andrew và nhờ đó Wowy trở thành nhân vật chính trong bộ phim tài liệu Nhu Cầu Vẽ Bậy, một trong những tác phẩm hiếm hoi được làm chỉn chu với những ngày đầu văn hóa đường phố đến với Sài Gòn. Riêng về graffiti, có sơn để mình vẽ, nó cũng là một chuyện khó, khoảng 20 mấy ngàn, 30 mấy ngàn một chai. Một bức vẽ thì không thể nào là một hoặc là hai chai, mà cần khoảng 2 cho tới 3 thùng. Vẽ xong lại còn bị chửi, nên là Wowy quyết định chuyển sang chơi rap, vừa đỡ tốn tiền vừa bổ sung thêm vốn từ ngữ để chửi lại. Và thành công tới với Wowy từ rất sớm khi mà bài nhạc Khu Tao Sống kết hợp giữa anh và Garrick trở thành một hiện tượng trong giới trẻ toàn quốc một thời. Cơ mà chính cái bài nhạc này cũng đem đến cho Wowy và Garrick nhiều hiểu lầm không đáng có. Vì giới hip hop Sài Gòn thời đó không quá cởi mở như bây giờ, những lời chê về kỹ thuật, về lối sống, thậm chí là về cách xuất hiện của hai rapper trẻ từng là chủ đề rất nóng một thời. Cơ mà tôi sẽ không nói sâu về vụ này vì chuyện cũng qua rồi. Nhưng mà nhờ sản phẩm đầu tay thu hút được sự chú ý của khán giả nên dần dần hai cặp đôi Wowy và Garrick ngày một khẳng định được vị thế của mình trong lòng khán giả underground thời đó. Và đến khi hiện tượng hai thế giới ra đời thì đúng là một vụ nổ, bởi bài nhạc này không chỉ được khán giả trẻ nghe mà còn được khiến khán giả lớn gật gù, chứng minh là ở việc danh hài Nhật Cường cũng từng sử dụng hai thế giới vào tiểu phẩm của mình. Cái bài này mà ra mắt ở thời điểm bây giờ thì chắc là cũng top 1 trending, vượt mặt cả Blackpink và MCK. Chính nhờ những thành công vang dội đó mà Garrick dần có bước chuyển mình từ underground lên tới thị trường mainstream. Vậy thì Wowy đi đâu? Câu trả lời là anh vẫn miệt mài ở underground cống hiến cùng tổ đội Sao Keng với mong muốn làm đẹp cho văn hóa đường phố Sài Gòn thay vì đưa mình đến chốn xô bồ của showbiz. Có lẽ chính vì điều này mà nhiều fan hâm mộ thời đó bắt đầu gọi Wowy với biệt danh lão đại vì thực sự tôn trọng những cống hiến của anh cho cộng đồng hip hop lúc bấy giờ. Tôi vẫn nhớ có cái thời trong giới hip hop Sài Gòn vẫn truyền tai nhau câu chuyện là mỗi cuối tuần phải đi bắt bằng được lão đại Wowy và thằng Na chó điên. Khoảng 1 giờ nữa mọi người sẽ biết được đâu đó trong thành phố này sẽ là nơi ta biểu diễn. Lý do là vì Wowy và Na lúc đó thường xuyên tổ chức cái gọi là show bí mật vào cuối tuần khi mà cả hai xuất hiện tại một góc nhỏ nào đó ở Sài Gòn cùng với loa kéo và tổ chức show diễn ngay trên đường phố. Và với những lời rap rất thật trong một điếu đi bụi, định nghĩa tình yêu hay là Sài Gòn đẹp lắm thì cả hai rapper đã thực sự khơi dậy cả một bầu không khí hip hop Sài Thành với những lần xuất hiện của mình. Hồi những năm đầu của thập niên 2010, là fan của Wowy của Na thực sự là vua mọi loại fan. Chính nhờ những trải nghiệm mang tính trực tiếp như vậy mà ở thời điểm đó, Wowy và Na ngoài việc được biết đến rộng rãi thì còn từng có sản phẩm được phát sóng đều đặn trên kênh truyền hình Jan TV, giúp đưa dòng chảy rap hip hop underground đến gần hơn với đại chúng. Với khán giả yêu hip hop Hà Nội thì màn biểu diễn cực cháy của Wowy tại sân khấu Tử Tế Năm quá là đáng nhớ. Lý do là vì thời điểm đó rất ít rapper có thể tự tin làm chủ sân khấu như là Wowy. Kiểu năm đấy Wowy xuất hiện là khiến toàn bộ trung tâm triển lãm Vân Hồ như nổ tung, rap bài nào là khán giả rap theo bài đó. Thậm chí đến phân đoạn giữa lúc mà Wowy đọc thơ thì khán giả cũng nghe từng câu để ồ theo. Nói chung là ở thời điểm những năm đầu thập niên 2010, Wowy thực sự có ảnh hưởng rất lớn tới các rap fan. Cùng thời gian đó, vừa làm rapper, Wowy còn thử sức mình với nhiều dự án nghệ thuật có màu sắc kỳ lạ một chút mà thú thực đến bây giờ thì vẫn ít người hiểu. Chẳng hạn như là phim
ngắn The Last Generation hay là hệ thống Party mang tên Bay. Cùng với đó là những sản phẩm có màu quá mới so với hip hop thời điểm đó như là Do Tao Làm hay là Em. Tất cả đều mang đến cho khán giả những cảm giác khá khó hiểu. Thậm chí có nhiều ý kiến từ công chúng cho rằng dạo này Huawei có vẻ tìm được mối bán thảo dược hơi tươi nên đã không còn là chính mình và ngày càng có những ý tưởng trên trời. Và giọt nước tràn ly là khi dự án Một Đô For Life ra mắt khiến khán giả cảm thấy quá sức chịu đựng. Cụ thể là Huawei lúc đó muốn mỗi khán giả của mình donate cho anh $1 để có thể tổ chức hệ thống live show trị giá 1 tỷ đồng. Đối với giới hip hop thời đó, hành động này quá khó hiểu tại vì văn hóa khều donate hay là gọi vốn cộng đồng lúc đó chưa tồn tại, khiến cho trong mắt nhiều người, Huawei bị cho là đang lợi dụng fan để trục lợi cho mình. Nhiều người còn dùng lời lẽ khá nặng, gọi hành động này là ăn mày xin đều. Và từ những dự án khó hiểu với công chúng cũng như không nhận được đủ sự ủng hộ từ người hâm mộ mà dần dần cái tên Huawei chìm vào quên lãng. Có một thời điểm từ năm 2016 đến năm 2019, Huawei biến mất khỏi mạng xã hội. Mặc dù anh vẫn ra sản phẩm đều, nhưng mà cái tên lão đại Huawei đã mất đi sức nóng mà trước đây từng có. Thậm chí ở thời điểm đó, tuy sở hữu bài rap tiếng Việt đầu tiên được sử dụng trong series phim trên HBO, nhưng mà từng đó là không đủ để giúp Huawei trở lại với hào quang trước kia. Ngay cả khi đã bắt đầu xuất hiện lại với vai giám khảo trong show Ayo Battle Rap, thì Huawei cũng bị khán giả coi là lạc lõng so với những giám khảo khác về cả kỹ năng rap lẫn kỹ năng ứng xử trước máy quay. Có nhiều thông tin cho rằng là tại backstage năm đó một năm thì Blackka, thí sinh của Huawei sau này, còn được cho là đã thay thế vị trí của Huawei và làm tốt hơn rất nhiều so với những gì lão đại đã thể hiện ở Ayo Battle Rap. Cơ mà mọi thứ thay đổi khi mà sân khấu rap Việt bùng nổ và cái tên Huawei được truyền thông chú ý một lần nữa. Mỗi tội lần này là vì những phát ngôn khó hiểu cùng những hành động kỳ quặc của Huawei nhiều hơn là về tài năng hay là kiến thức của nam rapper về rap. Thì em có cái tố chức của một người bị điên. Trong 6 tập đầu tiên của vòng tuyển quân mùa 1 thì Huawei thực sự là nhân tố ở đó để thách thức độ kiên nhẫn của khán giả. Lão đại lúc đó được khán giả nhận định là thích nói mấy câu rất là người ngoài hành lang. U ăn mặc thì chuẩn đôn trẻ thôn, khá bảnh wannabe. Mọi thứ có thể sẽ ok hơn nếu mà Huawei lên sân khấu cùng figure và Lego của chúng tôi, cũng như là mặc áo của Trùm Cuối và dán sticker của Trùm Sticker. Nói chung là bây giờ chúng tôi bán nhiều thứ lắm. Áo của Trùm Cuối này, figure của Trùm Figure này, Lego trong người chơi Lego và sticker của Trùm Sticker. Các bạn có thể sắm cho mình những sản phẩm ưa thích trong đường link ở phần mô tả và bình luận. Anyway, nói chung là khán giả đều cho rằng Huawei bị lệch sóng so với những người khác, xong rồi còn thường xuyên không cho ai có sự riêng tư và phát ngôn câu trước đá câu sau rất khó hiểu. Đợt đó nhiều người còn bảo là nên lấy anh Lil Shady bên King of Rap và anh Huawei của Rap Việt để tạo ra một show rap riêng vì cảm giác hai ông này đang ở đá vũ trụ hỗn loạn nào đấy chứ không hề có mặt ở trường quay. Cơ mà mọi thứ thay đổi khi mà tập team Huawei lên sóng. Lần đầu tiên trong suốt chương trình, khán giả cảm thấy Huawei thực sự tâm huyết với từng tiết mục mà anh muốn thí sinh truyền tải tới khán giả. Nào là chọn một chủ đề xuyên suốt cho tới ghép cặp thí sinh phù hợp với nhau, tất cả giúp mang lại thiện cảm của người xem qua sóng truyền hình trở lại với lão đại. Thí sinh về team em có rất nhiều thí sinh một chọn. Em cứ nghe mọi người nhắc về team của mình đã không hao tổn nhiều, nhưng mà không một ai nhắc tới chuyện team Huawei đã từng là một nhà vô địch. Cơ mà được mỗi cái tập của mình là Huawei nghiêm túc, chứ còn tập của các đội khác thì anh lại trở về hiện trạng cũ, khiến cho nhiều người xem truyền hình phải lên tiếng chê lão đại làm trò và kém duyên. Thậm chí còn có bình luận kiểu cứ đến phần của Huawei là tôi phải tua. Cơ mà cũng không phải chỉ ở mỗi rap Việt Huawei mà bị chê. Những sản phẩm anh mới ra mắt thời điểm đó cũng trở thành meme và giờ vẫn được cộng đồng mạng và thỉnh thoảng là chúng tôi đôi khi cũng mang ra sử dụng vì nó buồn cười và nó hề thật. Kiểu như là những chuyện rap nịnh hay là việc tặng giày tặng tiền cho thí sinh cũng được meme hóa trở thành trò đùa hướng về phía lão đại. Ngay cả đến bình luận bảo vệ Huawei cũng trở thành văn mẫu để khán giả mang ra làm meme. Nhiều người cho rằng nhờ sự ngờ nghịch khi xuất hiện trên game show như vậy mà Huawei mới được sự chú ý và trở thành meme sống trong suốt một cả thời gian dài như thế, nên là tên tuổi của lão đại mới trở thành tâm điểm như vậy. Có người thì cho rằng đây là một chiêu trò để chọc khán giả, câu tương tác các kiểu, chả biết đường nào mà lần. Cơ mà theo tôi thì nói thế cũng chưa khách quan lắm, tại vì thực tế sau hai mùa rap Việt, những tiết mục của đội Huawei thực sự được đầu tư và làm triển chu ở mức tốt nhất về kỹ năng của thí sinh. Khán giả tuy khó chịu với hình ảnh của Huawei trên sóng truyền hình, nhưng mà cùng lúc vẫn tôn trọng anh với vai trò là huấn luyện viên. Sản phẩm hậu rap Việt của Huawei cũng có lượng view và nhận được nhiều lời khen từ khán giả, ví dụ như bài Sống Gắt ra mắt cùng Dế Chót hay là Trọn Vẹn Nghĩa Tình hợp tác với Ưng Hoàng Phúc đều được đánh giá cao bởi người nghe. Nói chung là khán giả không thích Huawei vì giảm, chứ vẫn tôn trọng anh vì tài năng và tâm huyết với nghệ thuật. Xếp hạng thứ tự giảm dần về mức độ lợi hại của các huấn luyện viên rap Việt 2020 thì mình chỉ có hai cấp bậc thôi. Hai cấp bậc ở trên thì sẽ là Suboy và Huawei, còn ở dưới thì là Karik và Binzy. Như kiểu Suboy và Huawei thường biết cách sắp xếp và rất là nhiều các cái lớp nghĩa, chủ đề của thí sinh rất là đa dạng và hay. Có lẽ vì thế nên là nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ và có phần tiếc nuối khi mà biết rằng Huawei sẽ không tham gia rap Việt mùa 3.
Cơ mà khó có thể phủ nhận rằng bản thân Huawei thực sự tâm huyết và cực sáng tạo với những sản phẩm mình làm ra. Phải đến hiện tại thì nhiều khán giả mới dần hiểu những dụng ý nghệ thuật mà Huawei từng cố gắng thể hiện, như là việc đeo mặt nạ trong MV Em giờ trở thành trend trong giới rap, hay là những sáng tạo mang tính trừu tượng trong các sản phẩm trước đây đã giúp Huawei xây dựng được concept rất riêng cho những MV như Hướng Dương hay là trong bài Chạy, nhạc phim của ROM. Chính vì thế có một vài ý kiến cho rằng có lẽ Huawei là rapper bị khán giả hiểu lầm nhất Việt Nam. Nhờ những sáng tạo được công nhận bởi đại chúng như là trong Khi Con Bạch Tuộc Kêu, hay là những tiết mục kết hợp với thí sinh mà dần dần người xem cũng đã cởi mở hơn trong cách nhìn nhận tài năng và cống hiến của Huawei. Còn chuyện mà anh bị kém duyên trên sóng truyền hình thì nhiều người cũng lục lại những lần nghệ sĩ có tiếng bị nhận xét là vô duyên, làm lố trên sóng. Như câu chuyện bác Trần Tiến từng bị tẩy chay vì nói chữ Mông khi mà làm giám khảo cuộc thi trên truyền hình. Hay là đợt cố nhạc sĩ Trần Lập bị lên án thiên vị và bị cô lập ở The Voice. Để chứng minh là có những nghệ sĩ không được chuẩn bị để xuất hiện trên truyền hình trong vai trò tung hứng tạo ra content để giúp khán giả giải trí. Chính điều đó giải thích cho sự vụng về trong ngôn từ và hành vi của họ. Ngay cả đến những người được coi là có chuyên môn như MC Trấn Thành còn thường xuyên bị chê trách vì vạ miệng thì rất khó có thể đòi hỏi nghệ sĩ không phạm sai lầm trong những lần xuất hiện hiếm hoi của mình. Nhờ đó mà nhiều khán giả thêm phần tôn trọng tài năng của Huawei hơn. Nói gì thì nói, sau khi sân khấu rap Việt ngừng được một năm rồi và quay trở lại, một phần người hâm mộ chương trình có vẻ háo hức nhưng mà phần lớn lại cảm thấy lo với những giám khảo, huấn luyện viên có thực tài thì đều nghỉ rồi. Giờ thì không biết là sẽ mời ai về để vá vào những chỗ trống đang có. Nhiều thí sinh còn tỏ ra sự tiếc nuối trước thông tin Huawei rời rap Việt mùa 3 bởi vì họ cảm thấy rằng bản thân học hỏi được rất nhiều từ năm rapper này hơn những huấn luyện viên khác. Trong giới rap thời điểm hiện tại thì có những kỹ năng cần thiết không kém gì kỹ thuật cá nhân, chẳng hạn như là việc chọn chủ đề bài nhạc, sáng tạo nội dung hay thậm chí là kể cả xây dựng hình tượng để được chú ý. Nhiều rapper trẻ rất tâm huyết với những bài học mà Huawei chia sẻ với các thí sinh. Tại đây em muốn note lại một đôi điều để chúng ta ghi nhớ: kẻ mạnh nói mình mạnh, không mạnh. Kẻ yếu nghĩ mình yếu, yếu. Kẻ mạnh biết mình yếu, mạnh. Kẻ yếu muốn mạnh thành mạnh. Đó là cái điều em muốn nói sau cùng. Cũng như là mong muốn được học làm các chủ truyền thông như lão đại đang làm. Với họ thì hip hop giờ giống như một ngành công nghiệp hơn là những định kiến mang tính underground hồi xưa. Nhìn ra thế giới, những Drake hay là Travis Scott hay là Kanye West đôi khi làm nhiều thứ để thu hút sự chú ý, thậm chí tự biến mình thành meme như Drake trong Hotline Bling, để rồi sử dụng sự chú ý từ cộng đồng làm đòn bẩy đưa tên tuổi của bản thân đi lên. Điều này thực sự là chỉ có Binzy với Huawei là làm tốt nhất trong hai mùa rap Việt. Mà giờ thì cả hai đều nghỉ rồi, khiến cho nhiều thí sinh và khán giả cũng hoang mang. Có ý kiến tiêu cực còn cho rằng chương trình kiểu gì cũng flop, đến anh B-Ray cũng không cứu được. Còn ý kiến các bạn thì sao? Hãy chia sẻ ở bên dưới. Với tôi thì bản thân cũng tiếc tại vì anh Huawei không làm giám khảo nữa, nhưng mà cũng ủng hộ anh. Vì thú thật, tôi rất thích những bài nhạc có âm hưởng orchestra mà Huawei đang hợp tác sản xuất với producer Phạm Hải Âu. Chẳng hạn như là bài Bén hay là Sông Gắt là những bài nhạc gần đây tôi khá thích. Và đó là những thông tin mà Nhi Đồng Thối Tai tìm hiểu, góp nhặt và tổng hợp được. Nếu mà có gì chưa đúng, cần đính chính thì các bạn hãy để lại trong phần comment. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký hệ thống kênh của Nhi Đồng Thối Tai để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.